Còn thiệp của chị á thì có màu hồng nè, có hình trái tim nữa. Nó kỳ quá à. Đơn giản như vậy mà tụi em cũng không biết nữa. Dạ. Tại chị là con gái đẹp mà. Thằng này viết thiệp mà cũng phân biệt trai gái nữa ta. Chắc là vậy. Nhưng mà quá. Sinh nhật toàn mập. Thằng mập địch này sướng thiệt. Năm nào cũng đã sinh nhật lớn, mời cả lớp luôn. Chị sẽ mặc đồng mới mua để mà đi dự sinh nhật. Ủa, mà chị không sợ má hai biết là đồng đó ở đâu ra hả? Thì chị sẽ nói là má tám mua cho chị. Ờ ha, chị có hai má sướng thiệt. Chị Hưng. Hả? Cho em mượn thiệp của chị đi. Nè. Thiệp á, của em với anh Phong thì giống nhau nè, có màu trắng nè. Còn thiệp của chị á thì có màu hồng nè, có hình trái tim nữa. Nó kỳ quá à. Đơn giản như vậy mà tụi em cũng không biết nữa. Dạ. Tại chị là con gái đẹp mà. Thằng này viết thiệp mà cũng phân biệt trai gái nữa ta. Chắc là vậy. Nhưng mà khoan nha, ngày hôm qua em thấy thiệp của con lùn mới tử á giống y chang tụi em luôn, có một màu trắng à. Chỉ có thiệp của chị là khác thôi. Chắc là nó thiếu thiệp mời thôi, nên nó lấy cái khác nó viết cho chị hài hơn. Ừ, chắc là vậy. Em thấy hình như không đúng lắm. Thiệp của chị Hoài Hân đã đẹp rồi, mà Hằng á toàn mập còn viết chữ đẹp hơn nữa nè. Nè chị,